Phút giây gần đất xa trời, người mẹ hiền cầm khăn lau mặt cho từng đứa con khiến ai nấy nghẹn lòng. Ngày xưa, ngày các con còn thơ bé, người mẹ hiền gồng gánh một tay chăm sóc tất thảy cả 7 người con khôn lớn lên người. Ngày xưa, mẹ cầm khăn lau đi những vết lem luốc trên từng gương mặt của những đứa trẻ thơ đi chơi về muộn. Ngày xưa, các con quay quần bên mẹ để cùng kể về những chuyện xóm chuyện làng trong tiếng cười giòn giã. Giờ đây mẹ vẫn ngồi đó lắng nghe những đứa trẻ của ngày xưa đã bạc đi hơn nửa mái đầu bày tỏ tình cảm. Những tiếng cười giòn giã năm xưa nay đã thôi không còn nữa, mà thay vào đó là những giọt nước mắt tiễn chân mẹ ở cuối chặng đường dài. Những gương mặt lem luốc vì nước mắt vẫn cứ mãi tuôn rơi. Giờ đây trong những giây phút cuối của cuộc đời, mẹ vẫn dành trọn tình thương bao la của mẹ gửi đến các con. Những cái ôm ghì sát vào lòng, những cái vuốt ve trìu mến hay những lời dặn dò trước lúc ra đi của mẹ trong ngày hôm ấy sẽ mãi ghi lại trong nỗi nhớ của từng thành viên trong gia đình mãi mãi về sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.